Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey cùng với viện Nguyên Lão để khôi phục lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì ông đệ của mình, mình đã quyết định một cái việc là rất là thú vị, đó là mình tuyên chiến với một trong những đồng minh lâu năm nhất của mình, đó là người Đức. Đây, người Đức đây. Bây giờ thì đất đai của chúng ta thì rất là rộng rãi và mình thì chưa biết làm gì với cái đất đai rộng rãi như này. Về mặt cơ bản thì mình đang cho quân tiến lên để tái chiếm lại, mình sẽ để cho dụ thằng này nó đánh chiếm lại các cái vùng này. Mình thì cũng không có ý định kiểm soát mấy cái vùng này, thực sự là như vậy. Mình muốn kiểm soát cái khu vực phía bắc này hơn. Đấy. Cần một cái vùng để gọi là đây. Chỗ đứng ở khu vực Bắc Đại Tây Dương thì mình đã có rồi. Về mặt lý thuyết mình có rất nhiều các quân đoàn đóng ở đây, có thể tấn công đồng loạt lên các căn cứ của thằng Đức này. Đây và đây. Tuy nhiên là mình chưa có hứng thú để tấn công vội lên các cái vùng lãnh thổ này. Mình sẽ nhường cái phần chủ công ở phía Bắc này cho các cái quân đoàn của thằng chư hầu mình đang đóng ở đây. Đấy, đang đóng ngay. Ồ. Nhưng nếu mà mình tấn công vào đây là mình có thể tấn công vào đây. Mình có thể xóa sổ nó chứ nhỉ? Bên trên này là đất của thằng này rồi. Ai giả bọn này còn đánh nhau to ở đây nhỉ? Bọn Đức này còn đánh nhau to. Đánh nhau qua lại rất là lâu. Ba cái thằng này mới chỉ chiếm được có một phần góc của cái tỉnh này. Thằng này thì nó lại một phần của cái tỉnh này. Thằng này hai thằng này thì lại không có vẻ là chiến tranh với nhau. Mình cứ để cho nó chiếm lại cái chiến trường phương Bắc đó. Mình kiểm soát khu vực phía Nam nữa. Khu này thích thì nó cứ việc, mình cũng chả cần. Nhưng mà trước tiên là bây giờ tiền cũng khá nhiều đấy nhỉ, nhưng mà cái vùng đất này mình không có nhu cầu quản lý, tự dưng nó cũng giao cho mình. Thành này. Tự nhiên nó lại giao cho mình. Không có tướng nào khác không? Tướng này tướng của phe mình. Mình đang cần tướng phe khác nó quản lý những cái thành này. À cái đội quân này. Trời ơi. Toàn là Pompey hết vào lượt. 17.000 cơ. Ôi tuyển tướng của phe khác tốn 17.000 cơ. Nhiều thế nhỉ? The sword was drawn. Một định nghị hòa bình à? Mình đâu có sẵn sàng để hòa bình đâu. Rồi chiếm lại đi. Bớt tham nhũng của mình xuống. À, không chiếm cũng cướp à? Vãi nhỉ? Chiếm luôn đi. Mấy tỉnh này anh có dùng đâu. Anh mà thích chiếm, anh chiếm từ lâu rồi. Chà. Tăng trung thành đi nữa. Lại có một cô con gái của chúng ta trở thành. Ồ, nhà Pompey chết mất một tướng rồi. Cái gì đây? Làm loạn à? Thích làm loạn à? Hả? Cái con này. Đây,
update quân đoàn lên đây. Cái hạm đội này à, ai chả hồi cũng gần xong rồi. Rồi, rồi, rồi. Mấy thằng này thích chết đúng không? Mày thích cướp bóc à? Mày thích cướp bóc à? Hai đội kỵ binh, một đội cung thủ, hai đội cung thủ, còn lại là toàn là lính củi, không phải xoắn. Dám đấu với đội cận vệ của La Mã? Mày dám đấu với đội cận vệ La Mã? Làm nào để thuyết phục đánh nhau trong trời tuyết này thì khả năng tấn công cũng giảm. Rồi. Thực ra thì nó có cái hiệu ứng cũng hay hay. Thực ra nếu mà muốn ai mà muốn gọi là đánh cho nó thú vị một chút thì cũng chọn các cái loại thời tiết khác. Nhưng mà để mà ổn định nhất thì chúng ta nên chọn cái thời tiết là khô ráo. Đấy, còn các bạn muốn thử cái cảm giác có cái những kiểu thời tiết khác thì các bạn cứ việc chứ. Nhưng các cái kiểu thời tiết đấy thì nó lại ảnh hưởng đến sức mạnh của quân đội các bạn. Battle group awaiting orders. Praetorian Guard. Archers. Orders. Prepare to attack. Form testudo. Missile infantry ready. Grouped and awaiting orders. Missile infantry at your command. À, cái đội cận vệ này nếu mà nó tăng mắc vào giáp như thế này nữa thì thực sự rất khó để có thể ăn được nó. Cả giáp cả kiếm đang nó mạnh hơn rất nhiều rồi các bạn. Đây này. Giáp 117, phòng thủ cận chiến 90 thì thực sự đó là một vấn đề quá lớn. Các đơn vị khác có thể tấn công ở đây chưa phải là quân đoàn mạnh nhất. Quân đoàn cấp 3, cấp 4 là tướng, cấp 1, cấp không phải là cao lắm. Nếu lên cấp 10 thì nó còn mạnh nữa. Mà chắc cũng chả cần phải luyện đến tướng cấp 10 đâu. Mình nghĩ là vậy. God's strength and grant us strong stomachs so that we don't puke at the smell of these German wretches. We stand against woodland filth and vermin today, men. Creatures no better than wolves. Kill them! Advance at speed! Mình đang ở một cái thế rất là dễ để phòng thủ, đó là chúng ta ở trên đỉnh đồi. Trong khi kẻ địch thì lại đang ở dưới chân đồi. Việc phòng thủ từ trên đỉnh đồi này một cái việc rất là thuận lợi. Bản thân đội cận vệ thì nó đã rất mạnh rồi. Nó lại được phòng thủ trên đỉnh rồi thì chắc là trận này nó cũng đi không khó lắm. Cái điều là chúng nó chưa đi vào tầm bắn của pháo binh Ava rồi. Rồi luôn. Nó có đội cung thủ đâu nhỉ? À, đội cung thủ của nó ẩn nấp. Đội cung thủ của nó có khả năng ẩn nấp. Quên mất. Missile infantry. Quick fire.
Chạy đi đâu nhỉ? Ok. We have discovered the enemy's hidden units. Năm ba con ngựa cùi này mà cũng làm loạn đấy. Bắn tướng nó cho anh. Đội cũng đủ rồi, tập trung vào đây, giải quyết bọn này. Ăn. Sorry. Những cái con ngựa rẻ này nữa. Không dám tiếp cận luôn. Nhìn thấy đội cận vệ sợ quá chạy hết rồi. Tam giác xông vào ạ. Jupiter gives us strength. Your orders? Orders understood. Understood. Tưởng thế nào? One of our units has used all its ammunition. Tưởng nó đâu ạ? Vâng, cẩn thận bắn chết con mình. Lùa. Nó hết ngựa rồi nha. Đây. Ready for orders. The battle is turning in our favor. Chạy nhông kèn. One of our units has used all its ammunition. Vừa để chạy, vừa để lùa tướng nó luôn. Ok. Wow. Phá rồi, lạ bọn này. Mở ra. Ôi dồi. Tướng của nó kìa. Tướng của nó như liều nhỉ. Ăn luôn em. One of our units has used all its ammunition. Bọn này cứ chạy lung tung đấy nhỉ. Thích chết này. Thích chết này. Thôi, không lùa nữa. Bọn bỏ chạy đấy thì thôi. Chả, nhưng mà nó bắn tên quân mình chết nhiều phết. Thằng tướng này chạy lốt rồi, tướng chạy lốt. The enemy general is dead. Tướng chết thì nó khắp bỏ chạy hết rồi. Quanh chết mất trăm thành lính, bọn cung thủ bắn áp hết này. Cung của nó bắn chết được 30 thằng. Đây. Từ cấp 6 rồi, quân đoàn cấp 4. Tuyệt. Quân đoàn cấp 4 này tăng vào cái này. Nó sẽ tăng giáp cho binh sĩ lên. Cái này nó sẽ tăng máu này. Tăng thiết giáp này. Oh. Khử nó đã. Khử luôn. Ready for battle. Mấy thằng láo này thích cướp rồi.
We cannot do that. I'm afraid we cannot. À, hồ lên cấp cho quân đoàn. Ho sặc sặc. Đấy gọi là sặc. Sặc tiết đấy các bạn. Ai rút về đây á? Hồi thì quân á. Về sau lại đánh nó tiếp. Vùng trên này mình đâu có cần chiếm. Thích thì nó cứ việc vào mà chiếm. Bởi vì thằng đệ này của mình nó đang tuyên chiến rồi, nó đánh từ trên này xuống. Quân của nó cũng không có nhiều ở khu vực này. Nó còn đang dàn trải ở khu vực này. Còn khu vực bên này thì Ready for battle. Hoàn toàn mình có thể tấn công vào các căn cứ này ngay lập tức. Mình chưa cần thôi, chỉ là mình chưa cần thôi. Tướng này tên là Marmicus. Marmicus. Tên nhất tướng của phe mình. Không phải à? Cantus, mà mày Cantus, tên là Cantus. Mà mày có sở phê thằng tướng nào nhỉ? Nếu là các phe khác thì ok. Các phe khác thì cứ ok đi. Chỉ quan trọng là nếu nó không phải phe của mình thôi. Cantius. À đây rồi, phe khác rồi, không cần. Ổn rồi. Thanh niên này về đây đã. Mua thêm một cái đội cung thủ nữa, đồng thời sẽ cho lên phòng thủ đây nữa. Là tuyệt vời. Việc đóng quân ở khắp nơi như này khiến kẻ thù không thể tấn công chúng ta được. Nước Thani. Africa. 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 Ấy, bọn này bắt đầu tuyển quân à? Ngon. Bên này còn một tỉnh nữa này, chiếm nốt lại đi. Một tỉnh nữa đây này. Nhưng sao nó không chiếm nhỉ? Kỳ cục thật. Mạng đội hải quân của mình ở đây đâu rồi? Đã tiến ra, chưa tới nơi. Glory Nikos. Glory Nikos. Là tướng của phe mình là xem nó Chris von Newt Varicus Varicus là không phải. Không thấy. Frikus. Frikus là thằng tướng của phe nào nhỉ? Đây rồi. Tướng của phe này à? À tốt. Tuyển quân cho nó. Hết tiền rồi. Được sao mua vậy?
Sao bên kia tuyển đội bộ binh Skull nữa. Lương thực của mình bây giờ thì rất là nhiều. Rồi. Evocati Cohort. À, chiếm đi. Cướp làm cái gì? Cướp lắm thế. À, khôi phục thằng Lepidus lên à. Thú vị. Bắt lốt Lepidus làm chư hầu cho nó đủ bộ bộ a à, chưa thiếu còn rôm đỏ. Rôm đỏ bị đâu mất tích à? Lepidus thì sớm hay muộn cũng lại chiến tranh mấy thằng kia thôi mà. À, thủy quân lục chiến của mình trận này gặp vấn đề rồi. Nó đánh mình à? Trận phòng thủ à? Mình đang thiếu mất một đội cung. Không sao, không thành vấn đề. Nó cũng không có nhiều lính cung lắm, có hai đội ngựa, ba đội ngựa không mạnh lắm. Nhưng mà qua storm của chúng nó thì cũng được đấy. Nhưng không. What's wrong? Hay rồi. Để có thế nó mới có những trận chiến thú vị này. Ai dồ. Đánh nhau trong trời bão tuyết này. Tuyệt vời. Ô, cái thành này giống cái thành nãy mình công thế nhở? 1, 2, 3, 3 cảng 6. Ui dồi, thuyền đây bị. Your orders. 2 chiếc ở đây. Đổi bộ. Nó sẽ tiến vào từ đây. Vào thì vào. Ôi trời, tuyết rơi. Battle group ready and awaiting orders. Artillery awaiting orders. Troops ready. Ships ready. Artillery ships ready. Rồi. Nào để xem chúng mày làm trò gì. Enemy reinforcements approaching. Ôi, nó còn có quân tiếp viện nữa mà. Trời ơi, đánh nhau trong một cái ngày tuyết rơi thế này á. Trong một cái ngày chiều tuyết rơi. Ready for orders. Ô. Sương trắng. Ồ. Mình cũng chưa bao giờ đánh nhau trong một cái hôm nào mà trời tuyết rơi ác như thế này cả. Mà thôi được rồi, nó phải có những trận đánh này. Như thế. Ui dồi, tuyết rơi. Bão tuyết chứ không phải là tuyết rơi bình thường đây. Ây da, ây da. Lại truy. À, đội ngựa nó đông nhỉ. Ôi, nó vào nhanh quá. Evocati Cohort. Evocati Cohort tấn công luôn. Ồ. Vào đây.
thể nghe nó đổ bộ đã. Giết chúng nó luôn. Bão tuyết. Support ships ready. Artillery ships reporting. Đây rồi. We await your command. Xoay đội thuyền ra đây. Ồ, chúng nó kéo đến đông quá nhỉ. Cánh quân này bị tấn công nặng quá. Sợ không được. Trước khi các đơn vị tầm xa nó vào thì mình phải kiểm soát được tình hình nhé. Ở đây còn hai đơn vị này nữa. Rất thuyệt cung rồi. Áp sát đó. Chưa đổ bộ nữa. Ây da. Evocati Kaha. Ui dù, thủy quân của chiến của mình. Support ships ready. Commander. Đến vào đấy. Ships ready. Move out. Ships waiting. Phá hạn rồi. Lã. Lã không phải nghĩ luôn. Rồi. Tướng quân tiến vào. General. Đô đốc trước đô đốc. Ồ. Đánh nhau đến trời tuyết rơi. Sợ quá. The enemy general, our general is under attack. Lực lượng của mình ở đây bị áp đảo quá nhỉ. Ôi, đứng chỗ này hơi bị quân nó đông quá. Ăn được, không bình tĩnh đi. Quân tiếp viện đến đây rồi, cố lên anh em. The enemy general is dead. Rồi, tướng nó chết rồi. Vào đây. Ai chà, quân của nó tràn vào đông ấy nhỉ. Bên nó bắn như ở đây. Bắn bọn này này. Bọn thuyền pháo này không biết bắn à? Vô dụng à? Này quá, bão tuyết này. Ồ. Cái quân bên này thì nó cũng đang lên. Jupiter gives us strength. For glory. And engage. Orders. And advance. Ready. Ồ, nó có quá strong. An entire unit has perished. Evocati. Rồi. Chiến thuyền của mình vẫn tấn công. Rồi, nó cũng bắn tên rất tốt. Rồi, được rồi, loại bỏ các lũ quân thủ của nó. Tuyệt. Rồi, bắn được bọn này cho anh. Quá strong thế này. Bắn vào sau lưng nó. Đáng thương giáp lên. Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Ôi ôi.
Warstorm của chúng nó mạnh lắm các bạn ạ. Mình đã chơi bọn Avani này rồi, mình biết. Đánh theo trên trời bão tuyết thì chúng nó cũng lộn thế hơn mình nữa. Đây là đất của chúng nó mà. Đây là quê hương của nó, chiến binh xứ vô. Ô, bọn này không biết chiến rét là gì à? Phòng ngự của chúng ta thương vong rất nặng, nhưng mà tinh thần vẫn rất quyết tử. Rồi. Tốt rồi. Evocati Cohawk. Ui rồi, thấy chưa ạ? Đội thuyền chiến này nó bắn tốt hết nhỉ? Rồi. Thuyền chiến nó bắn đạn. Tên thuyền sau lưng bọn này chạy hết. Rồi. Rồi hết lên đây. Mấy cái thuyền phá này vô dụng quá. Thuyền cung tên thì hết đạn rồi. Cho ra ngoài này. One of our units has used all its ammunition. Sau trận này chúng ta lại phải đi quay lại để tuyển thêm quân. Trời tuyết rơi. Thiên đầy tuyết. Ôi, ôi. Mày thích đấm à? Mày thích đấm này. Mày thích đấm à? Con này là chỉ huy đấy, không phải là thường đâu. Mày à? Đấu với đội cận vệ là đội Evocati Cohawk. Evocati Cohawk. Rồi. Hai thằng kia không xông vào à? Pháo hạm mình vẫn đang lã ở Mỹ vào đây. Tốt. Wow. Thích quá trận đánh. Đánh nhau trong trời tuyết rơi thích thật. Nó có một cái không khí khác hẳn, nhưng mà nó làm giảm tinh thần chiến đấu của binh sĩ của mình xuống. Rồi, trận chiến đang nghiêng về dần về phía chúng ta. Đúng là như vậy. Rồi, chúng nó đã bỏ chạy rồi. Mất hai đơn vị có hóc à? Thiệt hại nặng lề luôn, bởi vì nó không thể phòng thủ nổi. Chúng tiến vào quá nhanh. Ui, đội cung thủ nào của mình bắn 300 thằng kia. Sắp lại phải về mua quân thêm rồi. Thằng Sigo này diệt luôn. Cho hạm đội này về luôn được. Ái chà, lại được vinh danh rồi. Tiêu diệt thật sự vô rồi luôn. Victory for gold. Victory for gold. For gold này. Mình không cần thằng sự vô này. Không cần bắt nó làm chiến hầu làm gì cả. Hạm đội này sẽ được rút về để mua quân đó. Thương vong nặng quá. Cho nó đánh chiếm tỉnh này phát mình lại chiếm lại luôn. Đâu à? Cái hạm đội mà mình cử đi sang đây đâu à? Đi đây à? À đây rồi. Mới đến đây. Phía nam này mình còn một hạm đội chứ nhỉ? À hết rồi. Có thêm một thanh niên. Thanh niên này cho thanh niên này tham chiến luôn. Chấm cho lại thằng này cho anh. Enjoy the pleasures.
mà nó đỏ đỏ đây kiểu gì mà nó chẳng chiến. Chỉ là vấn đề thời gian. Ai Cập nữa. Ai Cập nữa rồi. Be welcome here and speak as you wish without fear of consequence or danger. By the gods, you show a rare wit in your proposals, but we cannot possibly agree to them. Xong. I can settle on the. Thằng này nữa. Greetings, friend. Tranh thủ với bọn này để có điểm chung thì chúng nó mới trung thành với mình được. 2000 nhé. 3000 này. Ờ này cho mày 3000. Your wisdom in this matter is a good and noble friend. What an honor you do us. Come speak so that the spirits can hear your word. Thôi khỏi cần. Hai thằng kia là đủ rồi. The pleasures of my household. We I had heard that you were as with. Rồi, chiến tranh rồi. Lepidus. Nếu mà cho mấy thằng này hoặc là thằng Ai Cập và tiến lên đây thì rất tốt. Và nhánh bên này chúng ta sẽ hoàn toàn yên bình luôn. Giải quyết được cái thằng Lepidus ở đây đã. Khu vực bên này thì à. The gods bless us with your presence. Quái nhỉ. Granted. Quái quỷ thật. Thằng Armenia nữa. Please accept as a most. The gods gave you a clever tongue. But you have not yet used it to say what I need to hear. Mình chiếm mất thủ đô của nó nên nó tức. Cái vùng đất này rộng ghê nhỉ. Please be seated and despite your eloquence. Ai chà. Thôi được, cứ từ từ. Đây rồi. Em luôn nói cho anh. Thằng này nhảy vào đây chiếm phát thành này nữa. Thế là xong con ong. Rồi. Massasila. Thành này thì ai dám đánh. Thành này thì ai dám đánh. Mấy anh Sugo sắp chuẩn bị gây chiến mình ạ. Cái thằng Sugo phương Bắc kia nó đã. Ai xa. Đệ của mình đã tiến rất nhanh rồi. Đệ ở phía bắc của mình tiến rất nhanh. Wow, nó tấn công vào vùng nào đấy? À đúng rồi, vùng lãnh thổ phía bắc của mình. Mấy cái tỉnh này mình đã bỏ mà, bỏ cho thằng đệ nó chiếm. Đúng rồi. Cả cái tỉnh ngay bên dưới nữa, ngon thì chiếm lại đi. Anh chỉ cần vùng Sugo thôi, một vùng duy nhất để phát triển. Mình cũng cần có cái đội nhà xe bắn đá nhỉ? Có thì cũng tốt. Giúp anh chi hầu, mấy anh chi hầu mình tiến lên. Chỉ cần một thằng Sugo nhưng nó trung thành còn hơn. Nó không ăn được à? Cái cầu thủ đây đông phết nhỉ? À, đánh cái thành to này đánh làm sao được? Đánh cái làng nhỏ cái thì không đánh. À nào, thành này nó đến hai nhà lính phòng thủ làm sao mà ăn được? Lại có một cô con gái đến tuổi. Lại có một cô con gái đến tuổi đòi lấy chồng rồi. Rồi, chắc là chỉ đủ tiền để up mấy quân đoàn này lên thôi.
Rồi, hay quá, ông đệ mình chiếm được vùng này rồi. Tỉnh này nó có kỵ binh sứ vô. Xì, trận này nó còn đang chế độ hành quân nữa thì sống làm sao được. Tốt rồi. Từ cấp 7 rồi. Từ cấp 7 rồi. Mấy thằng sứ vô. Vẹo hết. Vây thạch à? Rồi, thằng thấy chắc ăn được. Hết quân rồi à? Quân của chúng mày đi đâu hết rồi? Ra đây xem nào. Mình cứ tưởng nó tấn công cái cảng của mình, cuối cùng nó chả dám tấn công. Chả hay bọn này kiểu gì. Căn cứ địa này chỉ cần chiếm lên Korea này nữa, thằng đệ của mình chiếm lốt đi là xong. Đây, tỉnh này thì đập cái nhà xe bắn đá được trước cho chắc cờ. Tỉnh này cũng vậy. Tập trung vào phát triển đây nhỉ. Tập trung vào đây. Cùng với trên này cho thằng đệ nó quả kiểm soát. Mình cũng không thích kiểm soát rộng quá. Nhưng kể ra giữ được cái thành này cũng tốt. Giữ cái thành này mà đánh chiếm hết vùng này thì ông đệ mình à. Có một cái hay là thằng này nó đang làm lá chắn rất tốt để cho thằng đệ mình nó phát triển đây. Thằng này thì bị tấn công dọc tuyến vào đây là được rồi. Dọc cái tuyến biên giới của mình với nó, nó đều đang gặp bất ổn. Lương thực của mình nhiều ghê. 19. Rút dần các đơn vị ở bên Trung Đông về khu vực này đã. Ai chà. Lê Dương Đại Bàng. Hạm đội đâu rồi? Hạm đội này đi mua quân đã. Đấy rồi. Đợt sau là mua được quân rồi. Bay đâu? Đô đốc này, đô đốc tướng 4 sao. Hạm đội này rank 3 ấy chứ đùa đâu. Đoàn này thì chắc không ăn được ai đâu. Mình có tướng 7 sao ở đây nữa mà. Hình như nó không có đủ sức để tấn công vào thành này. Giữ được cái vùng này tốt chứ nhỉ? Sao mình lại phải bỏ? Chưa kể đây mới là tướng mạnh nhất của mình đây này. Anh còn chưa cho hoàng đế tấn công đâu. Mày cứ ở đấy mà tự đắc. Quân đoàn của hoàng đế vẫn còn đang đứng ở đây. Của Emperor của mình vẫn đang đứng đây. Có thể mình sẽ chuyển sang nền Cộng Hòa nhỉ? Đã đến lúc chưa nhỉ? Chuyển sang nền Cộng Hòa bây giờ thì cái trung thành của các phe nó vẫn hơi thấp.
nên là chắc là mình chưa chuyển. Thế của mình khá là cộng 5 trung thành. Ngọt. Cộng 5 trung thành. Quân đoàn này mua quân đã. Đây mua bọn. Ui đơn vị nó đắt. Upkeep của nó đắt thế nhỉ. Đắt hơn cả bọn này này. Lý Dương Đại Bàng này. Ôi rồi, một lượt mình có mua được bao nhiêu đơn vị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 đấy là mình mới xây có một nhà lính. Mình mà xây mấy cái nhà lính nữa lên thì... Thế thì từ từ mua một thằng thôi, được xong mua tiếp. Quân đoàn này sẽ được cử lên... Wow, up bọn này lên tốn kém thế. Đóng ở đây. Hạm đội của nó. Không làm sao được. À đây. Mua thêm một thằng nữa đi. Lần sau nhớ mua thêm một đơn vị Cohort nữa cho quân đoàn này. Đoàn này đang thiếu một đơn vị. Ai chà, chiếm nhanh phết nhỉ. Thằng Armenia. Được. Ây da, ông đệ này của mình cũng chiến tranh rồi à? Thuyết phục được mấy thằng này. I greet you as befits your reputation. Now, friend, speak plainly. Such a thing cannot be countenanced. Our people, not to mention our gods. Mấy thằng này nữa. I will do you the honor of listening to your terms. We are not so bent with the weight of... Oh. Thanh niên này làm nào mà chiếm được cả một cái tỉnh ở tận bên này này. Hổ báo vãi. Thachia. Oh. Làm nào mà nó mò ra tận đấy được kìa. Quê nhà thì chả có cái gì mà vác được quân đi xa thế. Chiếm được cái tỉnh tít tận bên này. Nãy con là thủ phủ nữa chứ. Ghê thật. Ready for orders. At your command. Ready for further orders. Chiến lên phía bắc này còn nan giải ghê. Bây giờ phương bắc còn đang giải lắm. Mình đóng được một cái hạm đội ở khu vực Bắc Đại Tây Dương rồi thì mình yên tâm rồi, không phải lo nhiều. Có một cái hạm đội ở Bắc Đại Tây Dương rồi, đó là điểm phòng thủ
Rất là tuyệt vời rồi. Cuối cùng thì cũng chịu trade với mình rồi. Tưởng còn bướng mãi. Giảm áp tiếp này. Chính trị gia. Cứ tăng vào cái này cho tăng trung thành nữa. Những cái khác phía sau. À, rôm đỏ cũng được khôi phục à? Lại đến rôm đỏ à? Đây rồi, xong. It is an honor to serve Rome. Nhanh nhỉ, chiếm được hết đây rồi. Thằng này nó chưa chiến tranh, nó chưa thực sự chiến tranh với thằng á, thằng rôm đỏ đây rồi. Rôm đỏ sao lại là đồng minh của thằng chư hầu mình à? Ai dà, thằng nó khôi phục lên à? Thôi được, cứ để đấy đã. Tôi đã chiếm lại cái tỉnh thì sao? Chắc lên đấy cũng chẳng lâu đâu. Lên đấy chắc cũng không được lâu. Đây có cái mỏ vàng rất là tuyệt. Cái vùng này thực ra nếu mà cứu vào cái này thì sẽ được nhiều hơn này. Nó tăng hầm mỏ. Thu nhập từ hầm mỏ. Các công trình từ hầm mỏ, mà cái vùng này nó có hai cái mỏ. Nó là mỏ sắt và mỏ vàng. Đây rồi, quân đoàn này sẽ được cử sang đây. Từ đó. Không đủ tiền. Lượt sau để bảo vệ đất cho thằng đệ. Thằng này nó sẽ đánh chiếm vào đây. Cắt đứt. Chiếm nhanh đi để anh bảo vệ cho. Chiếm nhanh đây để anh bảo vệ. Thằng sư vô này thì vua à? King này. Đã xong. Chà, hai quân đoàn đóng ở đây rồi. Vậy thì hết cơ hội cho chúng nó có thể gây loạn à? My people wish to offer you this gift of gold if you will take it. 7.000. 11.000. 11.000 mà anh cũng chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng nhận tiền của mày. Wow. Chết nhỉ. Cái quái nào mà thằng này nó chạy nhanh thế. Các tướng này của mình chạy thôi, không kiểu bị dọa mất. Kinh không, thằng này nó vây lại luôn này. Chỗ này mình đánh làm sao được. Quân thủ thành của thằng chư hầu mình chả có quân gì, làm sao mà mình giúp được. Luôn. Tỉnh này đây. Cái tỉnh này thực ra mình nghĩ là mình chẳng cần giữ, mình cần giữ đến dưới này thôi.
dưng nó khôi phục của thằng La Mã này lên làm gì? Chiến tranh với Sivo. Greetings in the name of the state and so forth. Now, what do you want? Bây giờ chúng ta có nhà xe bắn đá ở đây à? Không cần. Trên này hai cảng được kìa. Phía bên dưới này thằng Rôm vàng chính thức bị dẹo rồi. Welcome and let us be honored by your. Chưa chịu. This offer. Greetings, most excellent friend. À, tưởng mày chảy we mãi. Have heard of your great wisdom. And with this generous offer, we have seen its results. Ai chà, tiến nhanh phết nhỉ? Phía Bắc bây giờ giáp với một loạt kẻ thù. Sao thằng này lại là đồng minh của mình à? Hiện tại là đang mất lãnh thổ. Chắc nó sẽ chiếm quay lại và chiếm tỉnh này. Chiếm được hay không mới là vấn đề. Thằng này thì nhà cửa bị tàn phá. Sao thanh niên này về thành để mua quân á? Tạm đội à? Tạm đội về đây. Put your backs into it, you men. Recruiting more ships for Rome. At your command. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok. Sorry. Tất cả đã sẵn sàng. Cái hạm đội đóng ở đây rồi. Đội này nữa, truy đuổi nó, không để cho nó chạy lẩn vẩn đây nhỉ. Vùng này là vùng biển, biển tốt này. Đi ra đây là biển chết. Loại bỏ lực lượng hải quân nó. Rồi, quân sự của chúng ta. Hơ, đội này truy vào đây. How may I serve you? Nó cũng không phòng thủ khu vực này à? Đánh chiếm lại vùng này đi. Đúng rồi, đây. Nhanh thế. Cuộc chiến qua lại rất nhanh. Phòng đệ của mình cũng khá nhanh ấy. Nhưng mà mình phải giúp nó xử lý bọn này đó. Victory for Rome. Victory for Rome. Ui. Nếu mà ăn được đám này thì hai con ngựa, ba đội ngựa, bốn đội ngựa, cung thủ, khá nhiều lính đánh lao được.
Octavius đã được khôi phục lại. Ôi giời ơi, Octavius này thì Octavius này. À, xây dựng tháp canh nhỉ? Ready and waiting. Groups and awaiting orders. Battle group awaiting orders. Battle group ready. Archers, by your command. Grouped and ready. Grouped and awaiting orders. Anoi. Đâu? Quân tiếp viện cho mày đâu? Reinforcements approaching. Praetorian rang giáp 130. Thế thì các bạn ăn vào mắt. Giáp bọn này 130 hết. Phòng thủ cận chiến. Phòng thủ cận chiến 95. Tinh thần chiến đấu 119. Melee attack chưa kể move đã là 121 rồi. Cung thủ này. Ok, nó vào từ sườn mình à? Cái đạo quân nó vào từ sườn mình. Hòng. Praetorian Guard. Nó quyết định di chuyển ra hướng này, anh em chuyển hướng. Ready and waiting. At speed, archers. Double time. By your command. At your service. Ready for orders. Double time. We have discovered the enemy's hidden units. Không phải xoắn. Còn quân tiếp viện ở đâu nữa nhỉ? Đâu mà. Đâu phải chỉ là thế nào. Ready. Gì đấy? Quyết định đánh nhau à? À, kỵ binh. Binh của nó lùa vào đấy, ăn thôi. Bổ sung thêm lực lượng sang bên này. Cái bên này bị tấn công nhiều hơn. Ăn. Đi qua đây. Evocati cao hóc. Cung thủ đâu? Bắn cây. Ngắm chơi binh của anh ạ. Rút ra được rồi. Chạy vào. The enemy general is dead. Má đâu? Lã. Tiếp xuống ở đây. Thôi pháo cứ lã vào mấy thằng này cho xa xa cho chẳng may chết con mình thôi. Bắn vào đây. Kỵ binh rồi. Đua. Mày láo. Đua. One of our units has used all its ammunition. Vào đây. Rất nhanh chóng, chúng ta sẽ loại bỏ đối phương. À. Úi dồi ôi, một lốc ngựa chạy sao chết. Sốc cho anh. Ngựa áo tét. Mày à. Rồi. Our general is under attack. Rồi, rút ra. Orders understood. Ra. Archers, your orders. Đến đây chạy. Xông vào. Double time. Melee troops. Xong rồi. Melee troops. Rút chạy trong hỗn loạn. Praetorian. One of our units has used all its ammunition. Orders.
cứ chạy trong hỗn loạn nào. Úi xồi ôi, một loạt tên chết gần hết. Úi dồi, chết này, ồ. À, lại còn quân kìa. Từ 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 anh em, dù lại, quân tiếp tục đến kìa. Từ từ, giải quyết được bọn đấy rồi thì lại đến bọn này. À, từ từ nào. Bình tĩnh đi, anh em lùi lại. Anh em tập trung lực lượng. Wow, lại có đơn vị quân tiếp viện đến. Từ từ nào. Lạ vào đây. Thêm một quân đoàn đã đến. Tập trung, tập trung, tập trung. Praetorian Guard, yours to command. On advance at speed. LA troops awaiting orders. Proud Romans fall. Chuẩn bị nhỏ, chuẩn bị. Riders at the double. At your service. Test it all. Archers, by your command. Reload with. Đúng rồi. Tên bắn thẳng. Đợi cho nó áp sát đã. Sát Testudo được rồi. Và bây giờ thì có thể. One of our units has used all its ammunition. Nó định làm gì nhỉ? Vòng vòng đây à? Tấn công cánh này à? Tướng sẵn sàng. One of our units has used all its ammunition. Mấy thằng Đức này không phải là đối thủ của chúng ta, mình sợ. Ballista. Yes, commander. Rồi. Bắn bọn này cho anh. Cái bên này có vẻ êm. Sang đây đi. Mình rủ. Evocati co ho. Ăn luôn. Đây là Soul Master à, đội mình mạnh nhất của nó đấy. Nhưng mà đấu nhau với cận vệ của La Mã thì ăn làm sao được. Đây là em. Đâu kìa. Bắn con này cho anh. Đây này, đây 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 đây. Tấn công. One of our units has used all its ammunition. Rồi. Đội kỵ binh của mình vào rất nhanh. Thế cơ. 300 quân. Quân tiếp viện của nó cũng đông. Xong rồi. Bộ thang. Quân đoàn cấp 5 kìa. Xem nào. Quân đoàn cấp 5 thì tăng vào cái gì bây giờ? Cái này thì à, nó cũng chỉ là tăng vào giáp thôi. Cái này thì nó tăng cho kỵ binh này, tăng cho kỵ binh khả năng sốc này, phòng thủ và tấn công cận chiến cho kỵ binh. Tăng morale, tăng morale và giảm áp kíp, tăng morale, tăng di chuyển trên map và tăng cho Gabonuts, tăng đam,
cho cung thủ. Rồi, cứ tăng vào cái này đi. Nó sẽ tăng nhiều. Ready for orders. Kill them all. Tàn quân này. Diệt nốt bọn tàn quân. Rồi. Tướng này sắp lên thần. Tướng cấp 7, quân đoàn cấp 5. Chắc chỉ thua mỗi Pompey. Chui hẳn vào thành chống nó bị tấn công. Xe bắn đá chờ một xíu nữa là có. Xong rồi. Vậy là chúng ta đã giải quyết được hầu hết chiến trường rồi. Nhưng mà tự dưng chui ra cái thằng Rome này nó lại hơi mệt đấy. Chưa tăng được. Không thể à? Không thể. Bây giờ mình mà chuyển sang nền Cộng Hòa bây giờ thì trừ 10 trung thành cho tất cả các party. Không tăng. Hiện tại đây đang 10 cộng 10. Republic. Chưa đến lúc khi mà trung thành của các phe vẫn đang thấp. Ready for orders. Người Đức chắc là hoảng sợ rồi trận. Tấn công vào tận Armenia của mình được cả. Gớm nhở. Ái da. Thằng này chán đời rồi. Nó tấn công vào tận vùng Armenia của mình. Không biết có một quân đoàn của anh đang đứng ở đấy à. Strength and courage in friends. Thằng này bỏ liên minh phòng thủ của mình à. Tốt. Diệt luôn mấy thằng Đức. Được vinh danh. Chúng ta lại được vinh danh. Lại có một người con của chúng ta đến tuổi trưởng thành. What the hợi. Nó vừa khôi phục thêm một thằng nào lên nhỉ. Chiến tranh với Rôm đỏ. Your people's reputation goes before you. Mark Antony. À, Mark Antony và Cleopatra đã bắt đầu thân thiện trở lại rồi. Be welcome here and speak as you wish without fear of consequence or danger. Đánh nhau với người Đức. Dull words rarely cut through sharp disagreements. We cannot accept your offer. Ừ.
My people will not agree to such a proposal. It is philosophically offensive to them. Cho nó đánh nhau với mấy thằng này đấy. Chết chịu à? Vẫn muốn đánh nhau với... Forum à? Forum, ồ, đi vào vùng biển xấu à? Đi vào vùng nước xấu này. So, đánh nhầm trận, đánh hải quân này. Trận này mình sẽ không hạn chế đâm hút của mình sẽ chèo trong thuyền nó để đánh nhau. Bắn chìm vớt với mấy cái thuyền cung đó nhỉ? Chả mấy khi hải quân của Pompeii được mấy hay cái trận đánh nhau ở trời mưa mới gọi là trận khủng. Trận đấy đúng là battle group ready and awaiting orders. Tướng cho lùi lùi tí, kẻo chết oan. Nào. Hải quân của chúng mày mạnh cỡ nào? Lên đấy. Nắm ba cái thằng dợ này. Ai chả, chắc là phải áp sát để đánh nhau được vậy. Đâm hút thì chắc chắn mình sẽ có lợi thế hơn nó. Nhưng khả năng cao mình sẽ không sử dụng lựa chọn cái giải pháp đó bởi vì là như thế thì xấu quá. Mình ỉ thuyền to mà chưa đâm hút. Bắn cái thuyền này. Ai chà. Bắn vào đây. Mày chết. Đừng có tên rồi, bắn. Nó chạy nhanh ghê nhỉ. One of our ships is being boarded. Tấn công thuyền của mình này. Quay lại. One of our ships is being boarded. Bình tĩnh đi. Assault ship reporting. Weapons ready. Assault ships ready for orders. Crewed and ready. By your command. Úi dồi. Lát luôn à. Lát luôn à. Chưa kịp đánh nhau gì đã chết à. Chỉ mất có 3 phút để giải quyết cái hạm đội này của nó thôi.
waiting for a new course. Hồi quân tăng khả năng sinh nở. Hay rồi. Hết rồi, nó còn gì còn hạm đội nào đâu nhỉ? Tất cả các hạm đội của nó đây đều bị mình phong tỏa rồi. Xong. Bây giờ mà gạ gẫm được thằng này, chiến tranh lên vùng này nữa thì tuyệt nhỉ. Thằng này thì nó cũng không ưa thằng này lắm mà. Dám chiếm mỏ sắt của mình. Dám chiếm mỏ sắt của anh à? Ai trời ơi, mất đúng cái mỏ, mình lại xây hai cái mỏ à. Nên là mất luôn cái kiếm rồi, à cái giáp rồi. Laying siege to the settlement. Mày chán sống à? Mày chán sống hả? À? À, nó tránh ra ngoài này là nó khôn đấy. Mày ra ngoài nó có đội bị kỵ lém lao kìa. Giết mấy thằng kỵ lém lao và kỵ xã kỵ trước, còn mấy thằng quẩy đá kia thì không sợ. Sorry. Battle group ready. Eagle cohort. Eagle cohort. Battle group orders. Ready. Eagle cohort. Battle group ready. Archers. Battle group awaiting orders. Hay quá, lần này có xe bắn đá lớn rồi. Grouped and ready. Melee infantry at your command. Battle group ready and awaiting orders. Ái già, lại có cả kỵ binh siêu go. Grouped and waiting. Đặc điểm của mấy sứ gôn là mặt trông rất bầu ấy. Anh nào trông mặt cũng bầu 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 bầu. Every day is a fine day for battle when you lead men of your stripe. So we shall have victory. Để xem kỵ binh sứ gôn đấu với kỵ binh của phương Đông. Mém thịt bò thối chết trước mặt chúng nó chơi. Đúng rồi. Mém thịt bò thối rồi chúng nó. Thủ rồi, bắn luôn cho anh. Eagle cohort. Eagle cohort. Eagle cohort. Eagle cohort. Eagle cohort. Trời ơi. Tuổi gì mà đấu với anh. Hai loạt tên chắc chết. Nào, thích chơi với kỵ binh sứ gôn không? Kỵ binh sứ gôn này. Xong rồi. Tiếp, lên đây mời. Quân của nó đang trúng độc. Rồi. Ném nhiều thịt bò thế. Sẵn rồi mà. Ôi, nó lại bắn tạt sườn mình này. Bắn. Eagle cohort. Vào đây. Yes, commander. Cái bên này hết rồi đúng không? Cho lốt xong rồi này. Bình, vào đây đây. Rắn ba mấy cái thằng. Commander. Mấy cái thằng trung đông. Dăm ba mấy cái thằng trung đông này mà dọa anh. Romans ready for duty. On me.
Dã tướng nó cho anh. Kỵ binh của nó không phải không đủ tuổi, không phải xoắn. Lùi lại. Rồi. Noble horse. Đúng rồi, lén hết phi lưu nữa. Tội gì. Tướng nó vào rồi kìa. Tướng của nó mà bắn. Úi dồi ôi. Chết sạch. Mấy con ngựa điên. One of our units has used all its ammunition. Rồi sao? Bắn vào đây để cho nó áp chế, cho nó không bắn được mình nữa. The enemy general is dead. Thôi xong. Thôi xong. Trời ơi. Mình sư vô của mình lùa nhanh phết nhỉ. Kêu kêu kêu. Để giúp bọn sư vô này nó hay có cái câu này. Mày dám đánh chiếm đất của anh à? Eagle Cohawk. Rank 2, quân đoàn này, quân đoàn mới thành lập. À, búp luôn giáp lên. Ngọt. Ôi chà, nó chiếm được vùng này rồi. Khu vực này à... Tiến sang đây cho anh. Căn cứ bên đấy ổn rồi. Thằng này tiến lên đây. Rồi. Chuẩn bị. Đủ tiền không nhỉ? Không đủ rồi, chắc chắn là không đủ rồi. 700 cân. Cái hạm đội này đứng ở đây làm gì để cho chết cháy này? Rome. Rome đã chiếm lại được. Liên minh của các chư hầu của mình. Ồ. Nó đang thiếu lương thực. Nó đang bị thiếu lương thực. Chiếm đi. Nó đang bị đầu lâu xương chéo hết cả lượt rồi. Trò này đồng minh của mình không tiến được. Ready for orders. Thằng này đang chiếm ở phía bắc à? Cũng được. Ủa mà sao không đánh chiếm sang bên này đấy? Còn tỉnh này nữa này. Giải quyết gọn đi. Mày cứ đánh tào lao thế này mất công anh. Thank you.
Hai quân đoàn. À. Steady as we go. Ready for order. Đây nó có hai quân đoàn rồi, không ăn được nó. Nó đóng hai quân đoàn đây. King, vua nó luôn. Mới dỡ đức thì không dám tấn công. King, cái này. Mấy. Lính đời 3 là mình có thể tuyển đội pha lăng của nó đấy. Mà mình chả cần chơi đội hình pha lăng. Pha lăng, pha leo làm gì? Chết thì nó nâng cấp nhà quân lên nữa nhỉ? Nó chỉ lên đến đời 2. Chưa thấy lên đời 3 là đúng. Chắc mình sẽ phải xử đẹp cho rôm đỏ. Ready for battle. Thằng rôm đỏ thì nó đang chiến tranh với thằng Anh. Và thằng Anh thì nó đang là đồng minh của mình. Mình có thể lợi dụng việc này bởi vì nếu mình tuyên chiến với thằng rôm đỏ thì mình sẽ lại chiến tranh dễ bị chiến tranh với thằng chư hầu của mình. Thằng chư hầu của mình nó khôi phục lại thằng rôm đỏ. Binh à? À. Welcome, welcome, my. Vẫn chưa chịu trade mình. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What wisdom do you bring? I came as a supplicant, and the gods have granted. Sure. Đây, thằng Rome này. Chiến tranh, à rồi. Chiến tranh với thằng đệ này của mình rồi. Ô, thằng này với thằng này lại đánh nhau à? Ý cục. Bọn này nó cứ đánh nhau loạn xị này, chết mình. Nhưng mà mình cần ghi điểm với bọn thằng này hơn này. Well met, friend. Satan let your words move me to anger or agreement as you wish of them. Để nó chiến tranh với thằng này. Ra khỏi khử nó rôm đỏ là được rồi. Căng nhỉ. Thằng này cũng chiến tranh với rôm đỏ này. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. Thông qua thằng này. Please be seated and take wine. Khó thế. Greetings, friend. We will speak together whatever you wish. Đã phải đi đánh nhau hộ nó lại còn mất tiền. Warm our hearts. You have spoken fairly, and I can accept for my people knowing that good will come of it. Laying siege to the settlement. Besieging settlement. Không thể để cho thằng Octavius nó có thể phục quốc được. Bắt làm chư hầu à? Bắt làm chư hầu cũng được nhỉ? Đây có mỏ sắt. Thôi khỏi. Đánh đêm dài lắm mộng. Tránh đêm dài lắm mộng. Xây cái gì vào đến hai cái nhà mỏ này. À thôi rồi, lỡ xây rồi thì thôi. Không được, như thế mình không xây được hai cái ruộng khác nhau. Không phải xây hai ruộng khác nhau. Thằng nào mà mình chiến tranh kiểu này là thằng này nó sẽ lại không thân mình lắm rồi. Hai cái thằng khỉ này tự dưng lại đánh nhau này. Dù sao thì nó vẫn là chư hầu của mình.
mình cần kiểm soát xứ Go. Mình đang tái chiếm lại các cái vùng lãnh thổ mà theo lịch sử là của La Mã ấy. Nếu mà các bạn nhìn như này thì châu Phi thì thôi mình không nói gì đây, nhưng mà phần cái lãnh thổ phía giáp phía trên này, La Mã ngày xưa cũng chỉ tiến được đến đây mà, đâu có tiến xa được hơn. It is an honor leaving the ship. Ready for orders. Chiến trường phía bắc này cũng căng nhỉ. Mà bây giờ mình đâu có nhiều quân phát triển, đưa nhiều quân đi khắp nơi. Sao thằng này nó chưa chịu chung với mình nhỉ? Let us talk and then enjoy good Roman wine when we have agreement. I could not, in honor, return having accepted such an offer. Therefore, for my people, I reject it. Greetings, friend. Let us use our time together in wisdom. My friend, I... Rome đỏ à? Rome đỏ anh chiếm được vùng này à? Rome... Mark Antony à? Chỗ này nó cân bằng lực lượng. Thằng này chưa vào đội của mình nhỉ. Welcome, friend. Let us conclude our business with good haste and then enjoy the pleasures of this house. Trở thành chư hầu của anh ngay. Come, my friend, speak. We are men of words, and so serve our peoples. Thằng này. Khỉ thật. À, sắp chiến tranh với cả thằng này nữa rồi. Nhìn như thế này là nó sắp chiến tranh với cả thằng này. Vậy đó, chờ vài lượt nữa cho chúng nó chiến tranh nữa, mình sẽ kiểm soát lại. Bọn này. Có một tướng lên cấp à? Morana 100, tinh thần chiến đấu 100. Quân đoàn thắng vài trận này chắc là điểm trung thành lại lên rồi, đúng rồi. Bây giờ mình chuyển sang cái này. Cần 10.000, trừ 20 public order, trừ 20 trung thành của tất cả các phe phái trong vòng 20 lượt, trong vòng 2 lượt, trừ 20 public order. Này Cộng Hòa thật là khó khăn. Cái đau đầu nhất của nền Cộng Hòa chính là nó giảm trung thành của các phe phái xuống. My lord is willing to lay down the sword. It is not often that he is moved to mercy. Lại còn bắt mình chi tiền cơ. Vãi cả xoài. Vãi cả xoài, thằng này hổ báo. Vãi trưởng ấy. Slow rồi, lại dính slow rồi. Cái tỉnh này à? Slow.
tỉnh này kể ra mà đi đào hầm mỏ là tốt nhỉ. Xây nguyên hầm mỏ sắp sẽ có khá nhiều tiền đấy. Ready for battle. It is an honor to serve Rome. In our good name, be welcome. In my lord's name, I cannot accept your offer. My head cautions. Lại bị thằng nó đánh tái chiếm à? Rồi cứ giữ vững ở khu vực này, không cho thằng Iran nó tiến sang. Iran không có cửa để sang đây. Thằng này nó lại mò vào đây rồi. Ê. Mua quân cũng không mua phun. Ready for Raiders of Rome. Ready for disembarking. To battle. Sigon. For honor and glory. Sigon. Sứ gồ người lính cuối cùng. À đây rồi. Nó đang vây cái thành này à. Yểm trợ luôn. Nâng cấp tiếp. Dù đây có thêm quân đoàn này. Ui, bọn Đức nó cũng đang đánh rất mạnh ở bên trên. Cũng không đùa. Giúp chư hầu phòng thủ phía trên này. It is an honor. None shall pass. We hunger for battle. Let them cower before Rome. Có một cuộc tấn công sang nước Anh nữa nhỉ? Đồng minh thì đồng minh chứ, chúng ta cũng lại phải cần có một cuộc chiến. Chiến tranh là cần thiết. Mình cần kiểm soát ở khu vực này. Cái vùng này mà xây cái nhà này. À, xây nhà lính trợ chiến ở làng nhỏ này được này. Thì không cần phải xây ở vùng thủ phủ nữa. Ready for battle. Hay quá. Yes. Hạm đội lại lên cấp tiếp rồi. Maximum. Nó có cái skill gì nhỉ? Taurus hết à? Tăng vào cái này đấy. Tăng morale tên lên tiếp đấy. Hạm đội này lên cấp khá cao. Người Anh kiểm soát hết phía Bắc rồi. You
You will find me a willing and a... Thật là thú vị khi mà Pompey lại chơi Mark Antony. Chắc chắn nó sẽ công cái thành này rồi. Đánh cái cu. Anh sẽ yểm trợ cho mày. Đưa hết lực lượng lên đây. Mình cần có một chỗ đứng ở khu vực Trung Đông. Úi giời. Trận này đúng là easy. Rồi chiếm lại đi. À chà. Lại một thành viên trong gia tộc của chúng ta trưởng thành. Cộng 5 trung thành. Phá nhà mình à? Phá làm sao được? Phá làm sao được? Bởi vì là chúng ta đang đứng ở trong thành, nó không thể phá hoại, nó tấn công quân đoàn chúng ta được. Chi rồng đỏ đánh xuống tận đây. Cái gì? Fleet reporting. Vua của nó đây á? Yes. Vua thì phải đập. Rồi ôi, béo mập, béo mập. Vua lại thích bơi thuyền, bơi thuyền à? Thích bơi thuyền à? Vua này. Về đây để hồi quân đấy. Sang đây là hồi được rồi mà. Ô, không hồi được. Vùng biển này chưa hồi được. Đóng quân ở khắp mọi nơi. Bỏ nhà lính nhé. Ây da, mấy ông đệ của mình tiến nhanh nhỉ, ra đến đây rồi. Nếu mình có thể phòng thủ được đây thêm một điểm nữa thì tuyệt. Let them cower before Rome. It is an honor to serve Rome. Thêm được một điểm này nữa thì tốt. Cứ từ từ, công trình kia đã xây xong đâu. Mất công. Lương thực của mình cũng không phải là dạng thiếu. À, quân nổi dậy này. Ồ, bọn Đức thì mò đây rồi. Về đây đã, để áp giáp cho quân. Không có tiền để áp.
Patria. Patria định làm gì? Ồ, nghe với tiếng vừa rồi là vừa có một đơn vị quân của mình vừa bị ám sát rồi. Lại mất cái update này, nó có một cái rất dở hơi, đó là cái việc ám sát không chỉ ám sát được tướng mà ám sát được cả các cái đơn vị quân của mình. Chúng ta mất hẳn một đơn vị quân. Cái này nghe nó hơi vô lý. Cái update này thực sự là không hợp lý cho lắm. Rồi. Mất một đội lính đây, à một đội kỵ binh à? À được, đội kỵ binh này thì tuyển nhanh hơn. Ready for orders. Chỉ có đứng trong thành này thì nó mới không làm gì được mình. Nó không đủ tầm để cái tấn công cái thành đấy của mình. Chắc cờ cứ cho cái hạm đội đóng đây nhỉ, chẳng may khu vực kia nó không kịp xử lý sao nhỉ. Chiến tranh này, nó hoảng lắm. Người Đức đang tiến vào đây à? Mình sẽ phải nhanh chân hay sang đệ một chút để mình kiểm soát được cái khu vực này giáp với người Anh. Khi cần mình có thể có một cuộc chiến tranh đổ bộ sang đất Anh. Mình cần nó một... Mình cần có một cuộc chiến ở đất Anh. Mặc dù tất cả phía Bắc này nó đang là đồng minh của mình. Ôi dồi ôi, ông đệ của mình đang tái chiếm tỉnh này à? Tốt. Thằng nào dám đánh vào tỉnh này? Thằng nào gan liều thế? Make haste, men. Cung thủ Sigurd. Mấy thằng này nó cũng là mấy thằng Sugo này mà. À kìa, sống dai thế. Đuổi 3 phát không được à? Mày sống dai này, càng cho anh luyện cấp. Rồi. Từ cấp 6 quân đoàn cấp 4. Có một thằng Đức ở đây này. Đánh. Có chiếm thì chiếm cái tỉnh này này. Anh để không cho chúng mày chiếm đấy. Vào đấy mà chiếm. Ai dồ. Ủa, vẫn không đủ tiền để up à? Đắt đỏ thế nhỉ? Đây, quân đoàn chất nhất còn chưa ra thèm ra trận này. Đây, lực lượng của mình đóng đủ để có thể áp chế hoàn toàn đối phương. 21.000. Latinum. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Đấy, mình có lẽ mình cần thêm một hạm đội nữa ở khu vực Bắc Đại Tây Dương này. Please be seated and take wine to cool the head. À, you serve you.